Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý các loại tài sản ảo, tiền điện tử. Với đề án này thì các hình thức tiền ảo như là Bitcoin sẽ được Việt Nam thừa nhận và sớm chỉnh sửa khung pháp lý để có hình thức quản lý phù hợp. Đề án nêu rõ báo cáo đánh giá thực trạng để sửa đổi khung pháp lý cần hoàn thành trước tháng 8/2018 và đến cuối năm 2018 phải xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo. Đồng thời đến tháng 6/2019 cần xong hồ sơ để đề nghị xây dựng khung pháp luật về thuế đối với tài sản ảo, tiền ảo. Ngoài ra thì những đề xuất để phòng chống xử lý các vi phạm liên quan đến loại hình tiền tệ này cũng được chính phủ giao hoàn thành trước tháng 9/2019. Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì và phối hợp cùng một số bộ ban ngành như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Tài chính v.v. ra soát lại khung pháp lý hiện tại và đánh giá toàn diện về thực trạng nhằm đề xuất chính phủ có hướng xử lý cũng như sửa đổi pháp luật về tiền điện tử cho phù hợp. Theo nhiều chuyên gia thì đề án này thể hiện sự cầu thị của chính phủ Việt Nam với vấn đề về tiền ảo, tiền điện tử trong xu thế của toàn cầu.